Không thể cười nữa. Một cư dân mạng chia sẻ video một chú mèo sau khi cạo lông. Lại có cư dân mạng nói con mèo xám nhà tôi cũng vừa mới cạo lông xong. Ngay sau đó lại có nam cư dân mạng nói theo trường hợp: bạn đến xem tôi tạo hình lông cho chó vàng có giống con mèo nhà bạn hay không? Sau đó lại có nữ cư dân mạng nói tạo hình của nó coi như cũng không tệ. Bạn đến xem con chó lông vàng này nó biến thành cái gì? Sau đó lại có cư dân mạng nói chó của bạn nó thật sự không thích hợp cạo lông. Mèo nhà tôi cũng béo hơn sau khi nó cạo lông xong. Ngay sau đó lại có cư dân mạng nói: bụng mỡ của nó giống như bụng mỡ của chồng tôi. Hãy đến xem con mèo của tôi nó đang làm hành động gì. Sau đó lại có bạn trai trên mạng nói thật trùng hợp: bạn đến xem con mèo của tôi trông nó như thế nào. Một cư dân mạng nữ khác nói rằng tôi vẫn có thể chấp nhận mèo của bạn, nhưng con mèo nhà tôi kinh sẽ làm các bạn sợ. Hãy